Vận may shop.com, shop Api file liên quân giá rẻ. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Hiện tại thì mình đang mặt ở trên đảo Thiên Đường. Bộ trang phục ngày hôm nay mình mặc đó là bộ trang phục Thiên Nga nha mọi người. Ui, tiếng súng ở đâu vậy hả? Tiếng súng ở phía sau thì phải. Ok, ui, đây hả? Cái đậu xanh em ơi. Em ơi, chạy hả em? Rồi ôi, ở đây sẽ là thứ hai. Ok, khá là đơn giản và dễ dàng phải không các bạn? Đó, hiện tại thì mình sẽ trải nghiệm cùng các bạn cái chảo, đây gọi là chảo chicken dinner nha em ạ. Nó được làm như kiểu là bằng vàng 100% và có in một cái họa tiết con gà trông cực kỳ là ngầu. Ok, lượm thêm thủng thương này. Như vậy là hiện tại mình đã có 8 thủng thương ở trong cái ván đấu này rồi nha. Đó, cái chảo trông đẹp vãi trời nha em ạ. Ui, anh em có thấy là yêu cái chảo không ạ? Riêng mình là thấy là nó rất là đẹp. Cơ bản là ngày hôm nay thì mình sẽ chơi trên server thử nghiệm nên là mới có skin chảo này nha mọi người, chứ còn là bình thường là không có skin chảo này đâu. Nào, lượn lờ ra phía ngoài này coi. Và các bạn có thể thấy là trong cái ván đấu này còn lại 26 người chơi nữa. Ui, đứa nào ở ngay cạnh tôi vậy hả? Căng à nha anh em. Ui, thằng nào lại có cả lựu hay là phóng lựu nữa vậy? À đây, úi dồi, nhảy xuống hả em? Anh đuổi theo chú luôn em ơi. Úi dồi em ơi, chạy đâu cho thoát hả em? Vâng, vậy là kẹo đã có được mạng thứ 3 ở trong cái bàn đấu này. Công nhận là tôi vẫn cảm giác gọi là rất là yêu cái chảo này. Cơ bản là nó đẹp vãi trưởng ra anh em ạ. Đó, đeo vào phải gọi là tôn lên cái phong cách quý tộc. Cầm hẳn chảo vàng đi kêu người là anh em biết là nó gắt cỡ nào rồi phải không? Đó, chủ yếu là để sau lưng để chống đạn mà thôi. Ngoài này thì sao nhỉ? Ây, ăn lựu nhà em. Ui, cái đậu xanh, đang tính là chơi nhầy với nó các bạn ạ. Úi dồi ôi, cầm gậy bóng chày định chơi với anh hả? Anh lại sợ chú quá cơ. Mình sẽ quần máu cái đã. Ok, vậy là mình đã đầy 200 máu và lượm nốt mấy cái trang bị ở đây cái đã. Quầy ngon, vừa vứt kẹo ngà một ít vào khẩu súng ô ra. Ơ kìa, thằng kia nó sấy gắt vãi trưởng. Chạy nào anh em ơi, trốn nó thôi. Đây, mình sẽ quần máu luôn và chờ nó lên các bạn ạ. Tôi tin chắc là nó sẽ lên thôi. Kìa kìa, áo cam kìa mọi người. Ui em ơi, em đứng dưới em cạnh anh hả? Ơ kìa, áo cam nha các bạn ơi. Úi dồi ôi, áo cam hả, áo cam hả, áo cam hả. Ui, sợi cam vậy, sợi cam vậy, áo cam hả, sợi cam vậy. Từ từ anh em ơi, mình sẽ dựng bom keo cái đã. Đó, chặn lối nó lên. Ok, dựng thêm quả nữa. Và mình sẽ ngồi ở đây để bơm máu. Cái gì cũng phải là từ từ và chơi game một cách cẩn thận thì mới mong là sống dai được nha mọi người. Ok, ui, tôi vẫn nghe thấy tiếng chân nó chạy ở dưới. Ăn lựu nhé em ơi. Đây, mình sẽ nhảy ra ngoài qua được cửa sổ luôn. Hello bạn ơi. Cái kia, nó kia. Úi dồi ôi, nó kia. Em ơi, chạy đâu hả em? Uầy, nó đang đứng ở cửa để gạ giao với mình. Em ơi, hôm nay là anh không thích gạ giao chảo nha. Đừng có gạ giao chảo với anh. Anh không thích chơi team up nhé. Ok, đứng đây và chờ nó thôi mọi người ơi. Nào để coi. Uầy, đâu vậy? Nó chạy đâu rồi các bạn ơi? Ơ kìa, nó đâu nhỉ? Chịu thua luôn các bạn ạ. Ơ kìa, à, kinh kinh, hai đứa cả, cam vậy. Và đây, thằng full set cam này em này. Vâng, như vậy là mình đã có được kill thứ 5 ở trong cái ván đấu này rồi nha. Quá đã, đó, cuốn máu,
Và tất nhiên là sau khi cuốn máu thì mình sẽ đầy 200 máu mà thôi. Đây, cho anh em gọi là chiêm ngưỡng cái chảo. Uầy, hòm sắc này cũng có Goza luôn cả. Cam vậy. Nhưng mà mình thì lại có Goza rồi, nên là mình đâu có cần đâu. 14 người chơi nữa. Bây giờ có khi là mình sẽ kiếm xe để chạy đi xanh người cho nó dễ. Ok, lượm thêm đạn tiểu liên. Tầm này là vừa các bạn ạ. Các bạn nên cân đối giữa cái số lượng đạn tiểu liên với lại đạn súng trường ở trong một cái ván đấu. Anh em cân đối sao cho nó vừa phải là ok. Riêng mình là sử dụng súng tiểu liên hơi nhiều, nên là có thể là mình lượm nhiều đạn tiểu liên hơn các bạn nha. 12 đứa nữa hả? Lượn lờ qua mấy khu này coi. Hello, ở đây còn ai không vậy? Ở đây mình chưa thấy ai cả luôn này. Ui, các bạn đâu hết cả rồi vậy? Không sao thì ngày hôm nay là mình sẽ đi tìm từng bạn một luôn. Cố gắng chơi để lấy top 1 anh em nhỉ. Cái skin chảo này thì nó ngầu vãi trưởng ra rồi các bạn ơi. Chạy lên trên cái này. Ui, trên này có ai không vậy? Trên này mình chưa thấy ai. Cứ lượn lờ thử coi. Lượn lờ qua phía này. Ok, có thêm được một cái tay súng và hai nhá. Chạy qua đây con nào. 10 người chơi nữa cơ hả? Không biết là đây thì còn ai nữa hay không. Ở đây mình chưa thấy ai. Nói chung là nó đang khá là vắng người. Chạy lượn lờ lên chỗ này coi. Ui, vẫn chưa thấy ai nha. Đây mình sẽ chạy lên trên khu vực cánh đồng một xíu. Cơ bản là cái giáp level 2 của tôi ấy, hiện tại nó chỉ còn lại là cái lượng giáp chống chịu sát thương là 50%. Chán quá nhỉ. Lên trên để kiếm lấy một cái nâng giáp nào. Lên cái giáp mới nào. Chứ còn là giáp này nó nát quá cơ. Địch nó bắn cho vài phát là có khi là bay cả giáp anh em ạ. Đây, chạy xuống chỗ này để ăn cái nâng giáp. Ơ kìa, what the hell. Người hả, what the hell. Úi dồi ôi, em ơi. Xong nhá. Thanh niên ơi là thanh niên ơi. Đáng thương quá nhỉ. Đây, anh sẽ lút xác chủ cái đã. Uầy, bạn này có khá là nhiều đồ ngon đấy chứ. Ok. Ơ ngon. Có giáp 3 rồi cơ. Bây giờ ăn cái này chúng ta sẽ có được giáp 4 nhá. Quá ổn luôn. Có được giáp 4 này. Với lại thì mũ 3 này. Ngoài ra thì mình còn có cả thêm một cái ba lô level 3 nữa. Đồ cực kỳ là ngon rồi. Combo của da cộng với mập P40 là một cái combo súng phải gọi là siêu chất lượng, giúp cho anh em dễ dàng kiếm được top. Mà tôi mà ngày hôm nay để rớt top thì thật sự là mình quá là kém luôn. 8 thằng nữa. Lượn lờ qua phía này coi nào. Uầy, hello các bạn. Trên này có ai không vậy? Không thấy ai đâu. Trong cái đó thì một bạn lại đã bị hạ. Thế nên là bây giờ còn lại có 7 người chơi. Trên này thật sự là mình còn chưa thấy có một thằng nào cả. Xe thì cũng chẳng thấy đâu. Không là mình đã lên xe và chạy tạm đi kiếm người cho nó dễ rồi nha em ạ. Chứ còn là đi bộ làm cái gì cho mỏi chân ra. Không có. Thế mới cay. Xe đâu hết cả rồi. Như này thì mình chịu thua luôn các bạn ơi. Xe đâu vậy? Không có xe anh em ơi. Chạy xuống phía dưới coi. Trong UAV có ai không nhỉ? Uầy, vẫn không có người. Trời ơi các bạn, đâu hết cả rồi vậy? Còn 6 thằng nữa mà tôi chẳng biết là đào đâu ra người được. Không sao, vòng an toàn đang thu lại rồi nha các bạn. Mình sẽ ngồi tạm ở chờ canh. Mình nghĩ là ngồi ở đây nó sẽ khá là an toàn. Thôi kệ đi anh em ơi, nhưng mà mình lại muốn đi xanh người cơ, nên là tôi sẽ không ở chỗ này lâu đâu.
Bên dưới không biết là có thính là có xe nữa. À, một cái thính vàng. Mình có ra rồi nên là mình cũng chẳng ham nữa. Đồ thì quá là ngon. Đây, lên chòi và thủ thôi nào. Ngồi tạm ở đây. Xem là có đứa nào chạy đi lượm thính hay không thì mình sẽ cứu nó luôn. Cơ bản là ở ngoài đang vừa đen gờ nữa nên là chúng nó chưa chạy vội đâu. 1 phút nữa thì bo này mới thu lại cơ. Tôi cứ ngồi tạm ở đây. Tiếng chân, ai vậy? À đây, úi dồi ôi. Thanh niên, trời ơi, thanh niên. Thanh niên ơi, em ơi. Úi dồi ôi, em ơi. Nó cầm XM8 nó sấy mình mới ghê chứ các bạn. Mình lại sợ nó quá cơ. 3 người chưa nữa. Ê, sắp top 1 rồi nha anh em ơi. Ok, cố lên. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đầy 200 máu nên là chơi game nó sẽ tự tin thôi. Nào, ba thằng còn lại đâu? Chạy qua để rút xác này. Cái gì thì cũng phải từ từ nha mọi người. Rồi nhá. Ba thằng nữa đâu? Lượn lờ qua đây thử coi. Ơ kìa. Thằng nào ở đây vậy? Úi trời ơi, em ơi, em ơi. Chạy đâu hả em? Em ơi, em định chạy đi đâu vậy hả? Nó đang núp sau con xe tải hỏng rồi nha em ơi. Tôi sẽ đứng ở đây và tôi chờ nó luôn. Hello bạn ơi. Bạn vẫn đang ngồi đó để núp hả? Úi dồi ôi. Nó chạy kìa. Vừa chạy ra ngoài cái lại chạy vào trong. Đáng thương thật. Anh em ơi, bo đã thu lại rồi. Nên là mình sẽ phải để ý để quan sát xung quanh cái đã. Chạy đi em ơi, để anh cứu chú nào. Chạy đi em. Sao lại cứ ngồi núp thế kia? Mình cũng sẽ bình tĩnh ngồi đây và canh nó luôn. Chẳng dại gì mà chạy ra trước để rồi lại bị đai. Kìa kìa, nó chạy kìa. Nó chạy qua phía sau tảng đá này. Úi dồi em ơi. Chạy đâu em ơi. Xong rồi nhá. Một đứa đã bị hạ vì bo thì phải. Bây giờ là còn lại mình và thanh niên cuối cùng. Đó, mình trang bị nòng 3 luôn. Nòng 3 để sấy cho nó tăng sát thương. Sấy cho nó nhanh cứu người anh em ạ. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu vậy? Anh cho chú 3 giây để lộ diện. 3. À đây. Úi dồi, chưa đếm hết 3 giây đã lộ diện rồi. Nó ở sau cái cây thì phải. Tôi nghĩ là vậy. Hello. À kia. Úi dồi, bị cây hả em ơi? Bụi cây ngụy trang hả? Nhân giống rồi nha em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.